sao Albany ghi bàn nhanh nhất lịch sử Euro. Tiền vệ Nedim Bajrami của Albany chọc thủng lưới đương kim vô địch Italy ngay giây thứ 23 của trận ra quân Euro 2024. Trong trận mở màn rạng sáng ngày 16 tháng 6, giờ Hà Nội, Italy với tư cách là đương kim vô địch Euro bị dội một gáo nước lạnh ngay sau khi trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu. Trong một tình huống ném biên, Federico Di Marco lại quyết định đưa bóng về vòng cấm địa đội nhà. Đồng đội của Alessandro Bastoni phản ứng quá chậm để Nedim Bajrami bên phía Albany lấy được bóng. Tiền vệ sinh năm 1999 tung ra cú sút ở gần cột dọc hạ gục thủ thành Donnarumma, mở tỷ số ngay giây 23. Đây là bàn thắng nhanh nhất lịch sử Euro. Kỷ lục cũ thuộc về Dmitry Kirichenko tròn 20 năm trước. Khi đó ngôi sao của Nga ghi bàn vào lưới Hy Lạp tại Euro 2004 sau 66 giây. Nedim Bajrami sinh ra ở Thụy Sĩ trong gia đình có bố mẹ đều là người Albany. Cầu thủ 25 tuổi cũng đang thi đấu ở Italy trong màu áo Sassuolo. Tuy nhiên Albany chỉ giữ được lợi thế dẫn bàn đến phút 11. Alessandro Bastoni chuộc lỗi sai lầm đầu trận với bàn gỡ hòa 1-1. Chỉ 5 phút sau Italy nâng tỷ số lên 2-1 nhờ công của Nicolo Barella. 2-1 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Trong trận đấu trước đó ở cùng bảng B, Tây Ban Nha thắng Croatia 3-0. Cả 3 bàn của đội bóng xứ bò tót cũng được ghi trong hiệp 1. Trận này tiền vệ Lamine Yamal của Tây Ban Nha trở thành cầu thủ trẻ nhất đá chính một kỳ Euro khi mới 16 tuổi 338 ngày. Sau lượt đấu đầu tiên, Tây Ban Nha và Italy đều có 3 điểm, lần lượt đứng đầu và thứ hai bảng B, bảng đấu được coi là tử thần. Euro 2024 khởi tranh từ ngày 14 tháng 6 với trận khai mạc chủ nhà Đức thắng Scotland tưng bừng 5-1 tại bảng A. Ở trận cùng bảng A sau đó Thụy Sĩ cũng có 3 điểm sau chiến thắng 3-1 trước Hungary. Sau 4 trận đấu, Euro 2024 đã có tới 16 bàn thắng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.